Thưa quý vị, với mô hình nghĩa tình Thuận Phước được triển khai từ năm 2009 đến nay, phường Thuận Phước, quận Hải Châu đã huy động được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, qua đó thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đây là mô hình tiêu biểu của phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chị Nguyễn Thị Hiếu, tổ 21, phường Thuận Phước, là một trong số những người khó khăn được nhận quà hỗ trợ phương tiện sinh kế vừa qua từ chương trình Nghĩa tình Thuận Phước. Ảnh hưởng dịch bệnh nên việc buôn bán tại nhà khó khăn, nhất là không có phương tiện đi lại, nên chị Hiếu cho biết rất chật vật, không kiếm đủ thu nhập để trang trải cuộc sống cho gia đình. Được phương hỗ trợ trong xe để làm kế sinh nhai, được chiếc phương tiện mình đi là vui lắm rồi, rồi hơn nữa được thu nhập được mình cũng cần mượn hay là sao có cái xe mình đi để trang trải cuộc sống hàng ngày. Rất cảm ơn giống những nhà họ tâm mình phương đã quan tâm về nhà gia đình mình. Ban đầu mô hình nghĩa tình Thuận Phước là tổ chức các chương trình văn nghệ quần chúng định kỳ nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, kết hợp vận động quỹ vì người nghèo. Sau này hình thức tổ chức được đa dạng hóa thành một chuỗi các hoạt động trải đều trong năm, gắn liền các nhiệm vụ chính trị của địa phương và chương trình hành động cụ thể của các cơ quan đơn vị khu dân cư trong phường, đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Trong đó, đồi hào đất của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường là hoạt động nổi bật được người dân hưởng ứng tham gia đều đặn. Từ con heo đất này, chúng tôi tạo được cái niềm tin với cộng đồng, tạo được sự giúp đỡ cho mọi người bằng những cái đồng tiền tiết kiệm. Và con heo đất này chúng tôi thực hiện ở mọi lúc mọi nơi, trong những cuộc họp hoặc trong những cái cuộc vận động, hoặc là những cái lúc mà mấy chị cảm thấy là mình có thể gửi vào đây những tấm lòng thì mấy chị đến mà bỏ vào thôi. Mô hình này do Đảng ủy phường Thuận Phước khởi xướng và đã huy động được toàn thể ban nhân dân, các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể chính trị xã hội phường và các khu dân cư trên địa bàn chung tay thực hiện. Nhờ làm tốt công tác vận động, đến nay mô hình được nhiều tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ hàng tỷ đồng, trợ giúp cho gần 2.000 lượt hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cái thứ nhất, tổ chức cái chương trình thì chúng tôi vận động ai hỗ trợ mức bao nhiêu thì chúng tôi trao tại cái ngày hội đó luôn. Và cái thứ hai nữa là công khai nữa là sau khi một năm chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả các nguồn quỹ gửi về khu dân cư và có bản công bố công khai ở tại phường nữa. Cái thứ ba nữa là vì những cái hoạt động mà hỗ trợ cho người nghèo á là chúng tôi đều đăng tải trên các trang thông tin của địa phương rồi của ngành dọc của chúng tôi nữa. Nên là cái sự lan tỏa cũng như họ thấy được cái hiệu quả. Thời gian tới, phường Thuận Phước sẽ phát triển thêm nhiều hoạt động mới hơn để tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng mô hình nghĩa tình Thuận Phước ngày càng vững mạnh, qua đó hỗ trợ cho nhiều người nghèo, người cận nghèo hơn nữa, nhằm giúp họ vươn lên trong cuộc sống, thoát khỏi cảnh nghèo khó.